chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 13 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam. Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Tân tổ chức hội thi dân vũ thể thao lần 2 năm 2023 nhằm thực hiện tiêu chí xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, có tri thức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội. Mỗi bộ trang phục là một chủ đề khác nhau được các đơn vị thể hiện trên nền bài hát có ý nghĩa phù hợp. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Lạc, quận Bình Tân trong bộ trang phục dân tộc với tiết mục Xuân về trên phố núi mang ý nghĩa mùa xuân về niềm vui rộn rã, dẫu miền xuôi hay bản thượng đều tưng bừng chào đón mùa xuân. Tiết tấu nhanh, năng động đều thể hiện công việc niềm vui khi mùa xuân về. Tiết mục đoạt giải khuyến khích của hội thi dân vũ. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Hưng quà với liên khúc Xin chào Việt Nam trong trang phục thể thao năng động. Động tác linh hoạt, lúc uyển chuyển, lúc sôi động, tiết tấu đan xen nhanh chậm, thể hiện cuộc sống con người Việt Nam hiền hòa nhưng năng động, đầy màu sắc và nhiệt tình. Tiết mục đạt giải nhất hội thi dân vũ thể thao quận Bình Tân. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Tạo A với bài hát Màu hoa đỏ trong trang phục đồ bộ đội thể hiện hình ảnh người chiến sĩ ra đi vì tiếng gọi non sông với khí thế hào hùng của những chiến sĩ cách mạng đầy nhiệt huyết, kiên trung, mang trong lòng những hy sinh thầm lặng. Tiết mục đạt giải khuyến khích của hội thi. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Hưng Hòa A với bài hát Tổ quốc gọi tên mình trong trang phục áo đỏ sao vàng đầy nhiệt huyết, bộc lộ niềm tin tuổi trẻ khát khao được cống hiến cho quê hương đất nước. Tiết mục đạt giải nhì hội thi dân vũ thể thao quận Bình Tân. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Trị Đông Bê với tiết mục Cô gái Paco trong trang phục người dân tộc thể hiện sự đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc trên mọi miền đất nước cũng như tấm lòng người dân tộc với cách mạng, với Bác Hồ. Tiết mục đạt giải ba hội thi dân vũ thể thao quận Bình Tân. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Hưng Hòa B với bài hát Sài Gòn đẹp lắm trong trang phục áo trắng giản dị kèm chiếc khăn rằn cách điệu nơi cổ áo thể hiện sự năng động, hòa đồng của người dân Sài Gòn trong nhịp sống sôi động, tươi vui, thân thiện của Sài Gòn. Tiết mục đạt giải ba của hội thi. Hội Liên hiệp Phụ nữ Bình Hưng Hòa B với tiết mục Cô gái Sài Gòn đi tải đạn trong trang phục áo bà ba khăn rằn đưa hình ảnh cô gái Sài Gòn đi tải đạn vượt qua mưa bom bão đạn bằng các động tác dân vũ phù hợp. Áo bà ba tươi sáng như sự năng động nhiệt huyết của tuổi trẻ trong đấu tranh bảo vệ tổ quốc. Tiết mục đạt giải khuyến khích của hội thi. Hội thi dân vũ thể thao lần 2 năm 2023 của quận Bình Tân đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia với phương châm vui tươi, lành mạnh, an toàn, đảm bảo tính nghiêm túc, văn minh và phát huy các giá trị truyền thống.